Hello, xin chào mọi người. Thì video hôm nay em sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một cái tính chất cũng được xài khá là phổ biến trong các bài toán vận dụng cao, đặc biệt là liên quan đến phương trình và khảo sát hàm số. Đó là mối liên hệ giữa khảo sát hàm số để chúng ta giải những cái bài toán về bắt phương trình hoặc là tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Thì chúng ta để ý cái tính chất đó, cái kiến thức này được gọi là hàm đặc trưng. Hàm đặc trưng các bạn ha. Để chúng ta biết khi chúng ta đụng vô chúng ta xài. Thì trong khảo sát hàm số chúng ta có ba cái tính chất của cái hàm đặc trưng. Tính chất thứ nhất, nếu anh có cái hàm fu bằng một cái hàm fv mà cả hai cái hàm này nó đều đồng biến hoặc là nghịch biến trên cái khoảng xác định của anh, và tất nhiên hai hàm này phải liên tục. Ví dụ như anh có một hàm đang đi lên như thế này, hàm kia cũng đồng biến đi lên như thế này, thì giả sử nếu nó cắt nhau á, thì nó cắt nhau chỉ có một điểm thôi. Vậy nếu fu bằng fv tức là phương trình hoành độ giao điểm của hai thằng, tức là nó cắt nhau thì nó cắt nhau từ một điểm, thì mình sinh ra cái kết quả là mình sẽ được kết quả là u sẽ bằng v, được chưa? Cái tính chất thứ hai, hiệu quả thứ hai, nếu anh có một cái hàm fu và fv này luôn luôn đồng biến trên cái khoảng xác định của anh, fu mà lớn hơn fv thì anh sẽ suy ra được u sẽ lớn hơn v. Nếu cái hàm fu này đồng biến các bạn ha, nếu cái hàm f của anh là đồng biến. Và cái thứ ba là nếu cái hàm f mà nghịch biến thì fu mà nhỏ hơn fv thì anh sẽ suy ra được u của anh sẽ nhỏ hơn v, nếu cái ft của anh nó nghịch biến, được không? Vậy thì trong bài toán khi nó cho chúng ta cụ thể, em ta phải biết biến đổi làm sao nó trở thành hai vế của một cái phương trình. Nó cho chúng ta chắc chắn không thể cho y chang vậy, mà chúng ta phải biến đổi, chúng ta thêm bớt, chúng ta chuyển qua chuyển lại sau đó để chúng ta được cái dạng đặc trưng. Bên vế trái cũng là một cái hàm đặc trưng, bên vế phải cũng là hàm đặc trưng, tức là bên trái và bên phải đều xài chung một cái dạng hàm ft, xài chung một cái dạng hàm ft, thì chúng ta sẽ chia được u bằng v. Từ đó chúng ta đưa cái phương trình phức tạp này trở về một cái phương trình cơ bản để chúng ta giải. Thì để áp dụng cái tính chất này cho dễ hiểu thì chúng ta sẽ đi vào một cái bài tập tiếp theo. Thì các bạn cố gắng hình dung và theo dõi cái bài tập mà anh sẽ hướng dẫn sau đây, thì chắc chắn sẽ giúp các bạn giải quyết được rất là nhiều bài toán tương tự. Thử sức luôn các bạn. Thử câu này đi. Cho chúng ta số thực xy dương, a mũ này cộng này sẽ bằng cái này, gọi m là giá trị nhỏ nhất của biểu thức này. Mệnh đề nào sau đây là đúng? Cái câu khá là chua các bạn ha. Thì chúng ta để ý, đầu tiên chúng ta phải quan sát với x dương. Để cho chúng ta cái biểu thức liên hệ này thì chúng ta phải biến đổi cái biểu thức phương trình liên hệ này để chúng ta tìm được cái hàm theo xy. Chúng ta chúng ta tìm được x theo y hay y theo x gì đó, chúng ta thế vào t, chúng ta quy t này về một cái hàm theo biến, một biến, sau đó chúng ta đi khảo sát. Thì thường cách đó là cách ok nhé. Còn nếu xài bất đẳng thức thì các bạn hơi khó hình dung chút xíu. Thì ở đây em thử biến đổi thử ha. Bên này a mũ x cộng cho 3y, bên này nó có a mũ này các bạn, đúng không? Anh chuyển cái thằng này qua, trừ cho a mũ, bên này là anh 1 chia cho a mũ x cộng 3y, và anh lật ngược nó lên là a mũ trừ, đúng không? Anh chuyển vế của bên này thì thành là a mũ trừ x trừ 3y. Anh chuyển cái thằng này qua nè, tại vì anh thấy nó giống với thằng này là x 3y, thằng này chuyển vô trừ qua sẽ là trừ x trừ 3y. Tương tự thằng này các bạn để ý sao? Quăng qua bên phải, thì bên phải của anh đang có là a mũ trừ xy trừ 1 này, thì cái số này chúng ta sẽ quăng qua bên phải thì nó sẽ là trừ a mũ xy cộng 1. Thấy nó giống gì chưa? Là cái dạng rồi đúng không? Rồi, vậy tiếp theo chúng ta tách, bên này anh sẽ gom lại là cộng cho x cộng 3y, nhân cái này vô này là x cộng xy này cộng x cộng 1 này, số 3y này anh chuyển qua là còn x cộng 3y, còn cái xy này và số 1 này anh quăng qua bên này, được chưa? Quăng qua bên này thì sẽ cộng cho trừ xy trừ 1. Vậy các bạn thấy nó có cái hàm dạng hàm chung chưa? Đây nè, nếu anh gọi đây là u nhỏ nè thì đây sẽ là trừ u nhỏ, đây sẽ là u nhỏ. Nếu anh gọi đây là v nhỏ thì đây sẽ là trừ v nhỏ, và đây sẽ là v nhỏ, đúng không? Vậy hai hàm này kiểu gì chúng ta xét nó cũng đồng biến à. Các bạn làm cho nó nhanh thì xét cái hàm fv là bằng a mũ v trừ cho a mũ trừ v cộng cho v, rồi các bạn đạo hàm vân vân, được chưa? Thì ở đây chúng ta suy ra nhanh luôn ha. Suy ra là u bên này bằng v bên kia, tức là anh có gì đây? Anh có x cộng 3y của anh nè sẽ bằng bên này là gì? trừ xy trừ 1 này, đúng không? Từ đây anh sẽ chuyển qua và anh rút y theo x, đúng không? Anh rút y theo x thì chuyển qua anh đây anh sẽ được là 3 trừ x, đúng không? 3 chuyển qua là 3 cộng x nhân y bằng bên này sẽ là trừ 1 trừ x. Và chúng ta dễ dàng chúng ta rút ra y theo x các bạn. Rồi, anh rút ra được y theo x nè. Y của anh sẽ là trừ x trừ 1 chia cho 3 cộng x. Rồi nó hỏi biểu thức t và em ta thế vô t. T chúng ta ban đầu là 2 biến, nhưng bây giờ chúng ta thế y theo x thì còn 1 biến thôi. 2 lần. Ở dưới này là 3 cộng x. Ở trên này sẽ là trừ x trừ 1 cộng 1. Đúng chưa? Được không? Rồi, vậy bây giờ bạn xét cái hàm tx này thôi, xét cái hàm tx. Để tìm giá trị lớn nhất thì chúng ta dùng khảo sát hàm số ở trong chương đầu tiên của lớp 12. Được không? Xét cái hàm tx này sao? Ta t phẩy nó ra ha. T phẩy nó ra, coi nó ra gì? T phẩy nó ra. X đạo hàm ra 1 nè. Số 2 này đạo hàm ra là 2 nè. Số 2 này. Rồi, còn trong này là trừ x trừ 1, dưới là 3 cộng x, chúng ta đạo hàm bình thường thôi. Trên này sẽ còn là trừ 2 đúng không? Chia cho dưới này là x cộng 3 tất cả bình. Còn số 1 này đạo hàm bằng 0 rồi. Và chúng ta giải phương trình này bằng 0 để chúng ta tìm nghiệm. 0 thì chúng ta quy đồng lên qua sẽ là x bình tương đương qua sẽ là x bình cộng cho bên này sẽ là cộng 3 đi, tất cả bình đi, từ từ đã. Trừ 4. Đúng chưa? Ở dưới này sẽ là x cộng 3 tất cả bình. Đúng không mọi người? Trừ 2 nhân với 2 là 4 này. Thì các bạn để ý sao? Với x của chúng ta đang cho là x dương này, đúng không? X dương. Vậy thì cái này có phải là gì các bạn? Nó lớn hơn 0 không? Nó lớn hơn 0 không? Với mọi x dương. Đúng chưa? X dương rồi thì 3 bình lên, ví dụ tối thiểu x bằng 0 đi thì 3 bình lên đi cũng là 9, 9 trừ 4 chắc chắn nó cũng dương rồi. Hiểu không? Rồi, vậy cái này luôn luôn dương. Luôn luôn dương. Cho nên hàm số t của anh nó như thế nào? Nó luôn luôn đồng biến. Được chưa? Nó luôn luôn đồng biến. Cho nên bạn dù các bạn có giải ra đi nữa, nếu f phải t bằng 0 đi nữa thì chắc chắn bạn ra t á, nó có 2 nghiệm, 3 nghiệm gì đó thì nó cũng không nằm trong cái khoảng từ 0 đến dương vô cùng, vì chúng ta đang xét x từ 0 đến dương vô cùng. Vậy thì nó đồng biến nó đi lên vậy nè. Từ 0 đến dương vô cùng nó đi lên vậy nè. Thì nó hỏi min tại đâu các bạn? Thì có phải suy ra min của thằng t này có phải là bằng min của fx, chính là bằng f tại 0 các bạn, chính là ngay tại đây này, hàm số đồng biến đi lên, đúng không? Min tại đây thôi chứ gì nữa. Min tại f tại 0, f tại 0 các bạn chỉ cần thế x tại 0 vô trong cái hàm f của bạn là xong thôi. Thế hàm t này này, x tại 0 thế vô đây bằng 0 này, x tại 0 thế vô đây là trừ 1 này, x tại 0 thế vô đây là 3 này, đúng không? Vậy thế vô đây có phải là 1 trừ 1 à 0 ở đây là cộng 1 không? Cộng vô vậy còn lại 1/3 không? Đúng chưa? 1/3 thì đáp án của mình là câu nào? 1/3 thì nó chạy từ 0 tới 1, cho nên đáp án của anh là câu C. Đúng chưa? Một cái câu về bắt đẳng thức chút xíu mọi người ha. Chúng ta khảo sát, chúng ta dùng phương pháp hàm số để chúng ta khảo sát nó. Tài liệu riêng, tài liệu về cái dạng này thì anh cũng sẽ để link bên dưới cho các bạn đâu ha. Thì nó có sẵn luôn đây. Đây là một cái tài liệu của thầy Lê Phương Thí, của cô Lê Phương Thí hay thầy gì đó anh cũng không biết, anh thấy nó khá là hay. Thì trường trung học phổ thông Hồng Quang. Thì ở đây là sáng kiến dạy học, kiến thức lý thuyết và có những cái bài tập vận dụng. Ngày xưa ta áp dụng cái này nhiều trong cái thi thử và trong cái kỳ thi mà trung học phổ thông quốc gia ngày xưa gọi là thi đại học các bạn. Thì lúc đó chúng ta thi tự luận, chúng ta có cái câu về phương trình và hệ phương trình. Chúng ta xài rất là nhiều như thế này, ví dụ như giải phương trình này. Đó, thì chúng ta xài để chuyển qua để được cái hàm đặc trưng và chúng ta xét cái hàm đặc trưng thôi. Thì các bạn để ý cho anh, thì tài liệu này cũng khá là đầy đủ để nói về cái dạng này. Còn bây giờ chúng ta thi trắc nghiệm thì nó lại khác đi chút xíu, nhưng mà chúng ta sẽ áp dụng để chúng ta khảo sát hàm số ở đây. Thấy chưa? Chúng ta áp dụng để chúng ta khảo sát hàm số. Giống như cái bài mà chúng ta nói lúc nãy. Thì anh lướt qua sơ qua tài liệu để cho các bạn dễ hình dung nếu các bạn muốn quan tâm. Tất nhiên ở thi trung học phổ thông quốc gia bây giờ thì chúng ta không có làm cái này, mà có làm cái vài phương trình và hệ phương trình, nhưng mà chúng ta áp dụng cái tính chất của cái hàm đặc trưng để chúng ta giải quyết những cái bài tương tự như cái bài hồi nãy chúng ta làm. khó ở khâu nào các bạn, ở khâu chúng ta biến đổi để tìm cái hàm đặc trưng thì người ra đề người ta làm khó mình lắc léo chút xíu. Thì thường thì chúng ta phải để ý là nó hay cho cái dạng giống nhau lắm. Ví dụ như cái bài lúc nãy các bạn cũng thấy vậy, nó cho vế trái thấy e gì đó thì vế phải nó cũng có e gì đó, e mũ gì đó để chúng ta đưa ra. Không cần phải giống nhau hoàn toàn mà giống cái dạng là được rồi. Ok chưa? Rồi anh sẽ để link này cho các bạn tải cái tài liệu này luôn ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Nếu cảm thấy video hay và hữu ích thì các bạn cố gắng chia sẻ đến nhiều người xem hơn nhé, để ủng hộ anh. Anh sẽ cố gắng ra cho các bạn tiếp tục những cái dạng vận dụng cao để các bạn ôn và hướng tới kỳ thi sắp tới.